Hi, Tarzan. Hello, how are you? Doing well, I think. Mấy cái ghế ba anh thì cũng tùy, nhiều khi mà nếu mà anh đập nhiều á anh sẽ trúng, có nhiều người á cậu thì cũng có trúng có lỗ anh, nhưng mà mấy anh đập ở trong em đa số đều trúng. Giống như đập một viên anh có thể trúng được 500 viên, hoặc là trúng được 1.000, hoặc là trúng được 2.000, hoặc là anh đập cái vip 500 viên trúng được 3.000 cũng có, 5.000 cũng có, hoặc là anh đập cái box 3.000 anh sẽ trúng được con rồng 10k cũng hit or miss, à không có chắc được. Không có nhiều người đập gom em trúng, cũng có nhiều người đập không trúng. Nhưng mà gom em đập không trúng thì chỉ có một người thôi, có mình rùa. Rùa đập không trúng thôi, chứ ai đập cũng trúng chứ, không hiểu sao. Quỷ rùa là xui nhất. Bữa hôm có anh Slammy, ông đập cái bot 3k, trúng được con rồng 10k. Không, nếu mà anh tặng cái lucky gift đó, em không có nhận được gì chứ á. Cái đó là anh chơi với Beagle thôi, hên xui Beagle, anh hiểu không? Giữa anh và Beagle em không có nhận. Nếu mà anh đặt cái đó đó, idol không có nhận được gì chứ. Idol nhận được 1-2 viên hả? Nếu mà anh tặng 100 viên, idol nhận được 1 viên hay là 10 viên gì thôi. Còn trúng hay lỗ thì nếu mà trúng nó sẽ vào ạc của anh. Nếu mà nó có trúng quà nó sẽ vào ạc của anh, chứ idol không có nhận. Nếu mà anh thua thì là Beagle sẽ ăn. Làm tại phòng. Không, mà cũng nhiều người chơi lắm, cũng đa trúng nhiều lắm, anh cũng đa số trúng hoặc là quầy vốn. Thì nếu mà anh trúng anh tặng cái quà đó là chai đồ thôi. Nhưng mà nhiều người cũng đặt cũng trúng. Only selfie people win in my room. Có nghĩa là nó tặng room em, nó trúng xong rồi cái nó đi, nó không tặng cho em. Bởi vậy khi mới gọi là selfish people, nó tặng lên, nó vô lên men, nó tặng chúng nó đi luôn. Ừ, khi mà nếu mà anh trúng cái quà nào đó là nó sẽ nằm trong cái gift của con đó. If I win, I would leave too. Bởi vậy, nó đâu cho anh trúng. Cảm ơn anh Duy.
mà vậy nó có trúng dù quá cách luôn. Em làm ở tiệm luôn, em làm ở tiệm. You never thank me for. I did. I thanked you. Q, I did. What you talking about? Excuse me. Oh, you work at the workplace? Yes, I am. Just call it? Yes. Em fill xong rồi đó. Nhanh không? Anh xui lắm. Thử đi anh. Cảm ơn anh Alex. Nhập thử 100 viên thôi đúng không? You had this color on your toenails, right? Yes. Okay. So you like it? Okay. Cái đó nó làm lâu lắm. Rồi anh lỗ rồi. Yeah, I'm in Jack too. Chết rồi, anh lỗ 50 viên rồi nữa. Không, cái đó nó trên phở lâu lắm. Có dĩ hai cũng tùy á, tùy cái nó trên phở lâu lắm. Giống như ông bạn con ổng ở cái store đó tới 4 tiếng đồng hồ á, nó transfer nó làm á 3-4 tiếng luôn á. Ờ, cũng depend. Under the lake please. Oh, you just got your tattoos done? Mm-hmm. Oh. It's been a week now. It's been a week? Mm-hmm. The whole thing? The rim, well, the rim too? Here down, yeah. Oh. Rim your favorite color? It was part of a scene. It's my whole arm. Oh, I see. The sky up here, and then it goes down to the grass. Oh, that's so cute. The Zelda and Link. Oh yeah. Cảm ơn anh. I want to get mine done too, but not like the full sleeve, like half of it. But I don't know what to do. I was originally going to do half and they talked me into a full. Oh, really? Yes. How long it took you? This is 3 years. I'm almost done. 3 years? Yeah. Oh my God, that's long. Some of the parts are very painful. Oh my God, 3 years. How many sections though? Switch. I've had 6 sessions so far. 6 sessions, the total? Yep. But you're done yet? Almost done? Yeah, almost done. Oh, almost done. Oh my God. Done, or one more and I'm done. Oh, one more? Yeah. That's, yeah. That's crazy. No, wait, I thought you were going to color it up. No, we're going to leave that one. Thử thêm cái nữa. Thử thêm. Why? Đừng chặt đi rồi, đừng la em này đừng. Chặt đừng la em. Rồi thôi nghỉ luôn đi anh ơi. Nghỉ chơi. Hấp đỡ hết. Xui vậy. Ok, switch. Cả năm luôn. Giống như rùa, rùa bảo là rùa đập rùm nào trúng á, là rùa sẽ tặng cho rùm đó, bởi vậy rùa không bao giờ trúng chứ. Năm nay năm xuống rồi. Rùa bảo là để kiếm đồng tặng cho Kim, xong rồi cái không bao giờ trúng chứ, một viên không trúng.
Năm nay năm xui của anh. Đi giải hạn đi anh. Đi cúng giải hạn đi. Ừ.